cả chú ý. Nghiêm. Chào cao. Chào. Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng. Ghi lễ chào cờ đã qua, mời quý khách ngồi xuống, các em học sinh các em ngồi xuống. Các em học sinh chúng ta ổn định chút xíu nha các bạn. Chương trình chào cờ hàng tuần thì chúng ta có cái phần tổng kết thi đua của các lớp, tuy nhiên là cái phần này thì được dời lại để chúng ta sẽ thực hiện cái chương trình trao nón bảo hiểm cho các học sinh lớp 1, cho nên là các em sẽ được thông tin trên cái chương trình phát thanh mầm non của trường. Chúng ta các lớp phải chú ý. Kính thưa quý lãnh đạo, quý khách dự, kính thưa quý cha mẹ học sinh, quý thầy cô cùng các học sinh yêu quý, chương trình trao mũ bảo hiểm để cho em đội mũ bảo hiểm đi xe mô tô, xe máy, xe đạp điện được công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục Đào tạo thực hiện trao tặng 1.963.498 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc với chủ đề giữ trọn ước mơ từ năm học 2019-2020 nhằm đạt được mục tiêu 80% cho em được đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên toàn quốc. Đến nay chương trình vẫn duy trì và tiếp tục để làm sao cho trẻ em khi tham gia giao thông từ các phương tiện nói trên được đội mũ bảo hiểm nhằm để đảm bảo về an toàn giao thông, giảm thiểu thương tích và tính mạng cho trẻ em trên toàn quốc. Trong năm học này, trường tiểu học Mỹ An 1 cũng vinh dự được công ty Honda Việt Nam, đại diện cửa hàng trưởng Head Honda Tân Kiều chi nhánh huyện Tháp 10 đến trao cho chúng ta 128 mũ bảo hiểm từ công ty Honda Việt Nam cho tất cả các em học sinh của trường tiểu học Mỹ An 1. Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Đến dự và trao mũ bảo hiểm hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của lãnh đạo và các vị khách quý. Đại diện cho công ty Honda Việt Nam xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Trung, cửa hàng trưởng Head Honda Tân Kiều chi nhánh Quyền Tháp Ôi. Cùng đi với ông còn có các nhân viên thuộc các bộ phận của cửa hàng Head Honda Tân Kiều cùng về dự với chúng ta và đồng hành cùng chúng ta trong việc hướng dẫn nội dung chuyên môn cho phần lái xe an toàn. Đề nghị chúng ta hoan nghênh chung. Về phía ban đại diện cha mẹ học sinh, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Tón, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.
Về dự với chúng tôi còn có các bậc cha mẹ học sinh đại diện cho cha mẹ học sinh một số lớp của trường, đề nghị chúng ta hoan nghênh chung. Về phía quản lý nhà trường, xin trân trọng giới thiệu cô Thái Thị Thu Ngân, Phó Bí thư Chi bộ, quyền hiệu trưởng nhà trường. Tham gia chương trình hôm nay còn có tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên cùng toàn thể các em học sinh của trường cũng có mặt đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh chung. Tiếp theo chương trình là phần trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1 của trường chúng ta. Kính thưa quý lãnh đạo, khách dự, kính thưa quý cha mẹ học sinh, quý thầy cô cùng các em học sinh yêu quý, do thời gian chúng ta một buổi chào cờ cho nên có hạn, công ty Honda Việt Nam cũng như đại diện Hot Honda Tân Kiều sẽ trao mũ bảo hiểm đại diện cho các em học sinh lớp 1. Sau đó thì nhà giáo viên chủ nhiệm của học sinh lớp 1 chúng ta sẽ trao cho tất cả các em học sinh của lớp mình. Sau đây thì xin mời đại diện những học sinh của lớp 11 và các em học sinh của lớp 12. Mỗi một lớp chúng ta 10 bạn. Mời đại diện của 10 bạn chúng ta lên sân khấu, chúng ta nhận nón bảo hiểm ạ. Lớp 11 10 bạn, lớp 12 10 bạn. Đại diện cho công ty Honda Việt Nam cùng cô Thái Thị Thu Ngân, quản lý nhà trường, lên trao mũ bảo hiểm cho các em, xin trân trọng kính mời.
Các em cho một tràng pháo tay thay cho lời cảm ơn công ty đi ạ. Rồi, xin cảm ơn tất cả các em. Rồi, xin cảm ơn, xin trân trọng cảm ơn em Phạm Văn Trung và cô Thái Quyền nhà các em của chúng ta. Thấy chỗ này. Các em đi xuống từ từ thôi. Nhà con có cái nón à? Tiếp theo thì xin mời đại diện em học sinh lớp 1-3, lớp 1-4, mỗi em người học sinh ạ. Mỗi lớp người học sinh nào mời các em lên sân khấu ạ. Một lần nữa ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Trung đại diện cho công ty Honda Việt Nam và cô Thái Thị Dung Giang quản lý nhà trường lên trao các bộ bảo hiểm cho các em ạ. Xin trân trọng kính mời. Ban tổ chức cũng xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Văn Tón đại diện cho cha mẹ học sinh cùng lên trao chung ạ. Các em học sinh chúng ta cho một tràng hỗ tay nữa ạ, để thay cái lời cảm ơn với công ty ạ. Rồi xin cảm ơn tất cả các em. Rồi các em đi xuống từ từ thôi ạ. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Phạm Văn Trung và ông Nguyễn Văn Tón. Và qua đây thì xin gửi đến ông cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui, thành công mỹ mãn trong công việc và cuộc sống. Xin thành cảm ơn ông ạ. Tiếp theo là phần trao quà cho học sinh. Kính thưa quý lãnh đạo, quý khách dự, kính thưa quý cha mẹ học sinh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến, ban tổ chức chúng tôi rất cảm kích và cảm ơn đến công ty Honda Việt Nam cùng cửa hàng Hét Honda Tân Kiều vì ngoài việc trao mũ bảo hiểm cho các em thì học sinh trường chúng tôi cũng nhận được 10 phần quà từ cửa hàng Hét Honda Tân Kiều. Sau đây xin mời các em có tên chúng ta bước lên sân khấu để nhận những phần quà từ cái công ty Honda Việt Nam cũng như là Hét Honda Tân Kiều ạ. Xin mời em Đặng Tường Vi, học sinh lớp 1-1.
Mời em Lưu Chí Tấn, học sinh lớp 1-2. Mời em Lê Ngọc Hoa Tiên, học sinh lớp 1-3. Mời em Trần Sơn Nhi, học sinh lớp 1-4. Mời em Trương Thị Tú Quỳnh, học sinh lớp 2-1. Mời em Trần Nguyễn Phúc Khang, học sinh lớp 2-2. Mời em Nguyễn Thanh Trúc, học sinh lớp 2-3. Mời em Quỳnh Hồ Ngọc Mỹ, học sinh lớp 2-4. Mời em Bùi Yến Nhi, học sinh lớp 3-4. Và cuối cùng là mời em Nguyễn Quốc Long, học sinh lớp 4-1. Các em tranh thủ lên sân khấu để chúng ta nhận quà đi ạ. Trân trọng kính mời ông Phạm Văn Trung, cửa hàng trưởng Thép Honda Tân Kiều lên trao các phần quà cho học sinh ạ. Xin trân trọng kính mời. Xin một tràng vỗ tay thật lớn ra đi các em ạ. Xin cảm ơn anh Trung ạ. Các em có chúng ta ngồi chỗ đi ạ. Các em biết đi từ từ ha. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn rất nhiều đến công ty Honda Việt Nam cũng như hết Honda Tân Kiều. Cũng rất cảm ơn Võ Anh Trung đã nhiệt tình đến để trao cái phần quà và nắm bảo hiểm cho các em. Thì sau đây tiếp tục chương trình thì chúng tôi xin kính mời các anh em của cửa hàng Honda Tân Kiều lên hướng dẫn cái phần lái xe an toàn. Xin mời tất cả quý cha mẹ học sinh, thầy cô cùng các em học sinh chúng ta quan sát để chúng ta nắm thêm về kiến thức an toàn giao thông và để chúng ta cùng thực hiện tốt khi chúng ta lái xe cho an toàn nhé. Sau đây thì xin mời đội ngũ của Tân Kiều chúng ta lên thực hiện cái phần lái xe an toàn. Xin trân trọng kính mời. Quý thầy cô, quý phụ huynh cùng các cháu học sinh thân mến. Dạ em xin giới thiệu, em tên là Bùi Minh Trọng, hiện là hướng dẫn viên lái xe cầu của Hết Tân Kiều 1. Dạ hôm nay em đến đây để em hướng dẫn những cái kiến thức cơ bản để cho phụ huynh và các bé học sinh có thể tham gia giao thông một cách an toàn. Đầu tiên thì em xin hướng dẫn về phần cách chọn nón bảo hiểm đúng cách và cách tạo nón bảo hiểm đúng cách. Dạ đầu tiên thì em xin hướng dẫn về cách chọn nón bảo hiểm chất lượng nha quý anh chị. Đầu tiên thì mình chọn nón, thứ nhất là phải có tem QR và kiểm định của tiêu chuẩn Việt Nam. Cái thứ hai mình kiểm tra nón về cái phần mũ ở ngoài, chỗ ở ngoài phải bóng và mình phía trong nón phải cứng, và mình kiểm tra quay nón khi mình gài lại như thế này nha quý anh chị, thì sẽ mình kéo ra chắc chắn là được. Dạ và sau đây em xin mời các con ơi, hôm nay lên cứ mời ba em lên đây đội nón bảo hiểm ha, để cho các bạn dưới sẽ kiểm tra coi bạn đội có đúng hay không nha. Bây giờ chú đếm 1, 2, 3 mình giơ tay lên để chú mời ba bạn lên để mình đội nón bảo hiểm nha. 1, 2, 3 xin mời. À, chú ưu tiên chọn những bé mà người tặng nó nha. Rồi, cái này rồi. Các con
ở dưới nhận xét coi mấy bạn mình trên đây đó có đúng không nghe các con. Chú có đem thêm rất là nhiều phần quà nha. Rồi cho chú hỏi nha mấy con, bây giờ một bạn nhận xét mấy bạn ở trên đó đậu có đúng hay không nha. Rồi chú mời con. Con giới thiệu mình tên gì nữa mấy? Bạn nói đúng không các con? Đúng không? Rồi bây giờ chúng sẽ nhận xét về thành phần đội nón của ba bạn nha các con. Đầu tiên, bạn thứ nhất á, mình gọi vậy đúng không mấy con? Vậy đúng không? Như vậy là không đúng nha mấy con. Tại vì khi mình đội nón, mình cài vai nón á, mà lỏng quá như thế này, khi mà lỡ mà có sự cố xảy ra thì nón mình phải ra ngoài và không có tác dụng để bảo vệ cái đầu mình được ha. Và sau đây em xin mời một hướng dẫn viên của cửa hàng ra đội nón bảo hiểm đúng cách để cho các con biết và vận dụng khi mình tham gia giao thông ha. Và xin mời. Đầu tiên á thì các con cầm nón lên tay ha. Đầu tiên mình mở vai nón sang hai bên nè. Tiếp theo đó mình đội lên đầu của mình. Mình kiểm tra cái nón có vừa cái đầu của mình hay không bằng cách mình xoay qua xoay lại ha. Nếu vừa thì mình tiến hành cài quay nó. Rồi tiếp theo mình kiểm tra dây quay có vừa trước cái đầu của mình hay không. Vừa hay không mình bằng cách mình để hai ngón tay đó, mình gà để tới gà lôi ha, nếu mà vừa là được. Rồi vậy chưa được không các con? Vậy khi mình tham gia giao thông á, không nhất thiết nha, có nghĩa là khi mình tham gia giao thông mình phải đội mũ bảo hiểm chứ không phải là mình đi học mình mới đội mũ bảo hiểm nha các con. Rồi và sau đây thì chúng xin tặng ba phần quà cho ba bé đội mũ bảo hiểm ha. Bây giờ mình muốn được nhận quà nữa không ạ? Rồi bây giờ chú có rất là nhiều câu hỏi, bé nào xung phong trả lời trước thì chú tặng quà ha. Rồi cho chú hỏi, khi mình đi tới ngã tư có tín hiệu đèn các con hãy cho chú biết tín hiệu đèn đó gồm có bao nhiêu màu, gồm màu gì với màu gì? Chú hỏi bé học sinh lớp 1 nha. Đúng chưa các con? Rồi xin cho một phần quà. Rồi bạn đã trả lời được ba màu, màu gì các con? Màu xanh nè, màu đỏ, màu vàng. Vậy ý nghĩa của ba màu đó như thế nào? Rồi bây giờ chú đếm 1, 2, 3 nha. Chú thấy ai giơ tay trước chú kêu nha. 1, 2, 3.